Rồi, trong chủ đề 28 á, thì chúng ta có rất là nhiều cái nội dung liên quan đến từ vựng về các bộ phận của xe. Thì cái này á, là về phần từ vựng á, thì thầy cố tình đưa vào rất là nhiều những cái bộ phận để chúng ta tham khảo thêm. Ví dụ như là bộ phận điều khiển xe này, bộ phận về máy móc của xe, ở đèn, gương, rồi từ vựng về các cái bộ phận khác, hoặc là những cái cụm từ thông dụng đây. Thì một lát là chúng ta sẽ quay lại với cái cụm từ thông dụng. Còn về từ vựng các bộ phận của xe đó thì chúng ta tập trung vào hai bộ phận thôi, à hai phần thôi, đó là phần những cái bộ phận bên ngoài của xe và bộ phận ở bên trong của xe. Thì bộ phận bên ngoài của xe thì nó gồm đây, đây là một cái tấm hình mà thầy sưu tầm được, sau đó là thầy ghi những cái bộ phận thêm vào trước xe. Bên cạnh đó thì có những cái bộ phận mà khi chúng ta đi thi bằng lái xe đó chúng ta có học nữa, thì thầy sẽ ghi thêm ở đây nữa. Bahagian là phần đúng không? Phần hay là bộ phận đó. Character là những cái thành phần của xe đó. Đấy. Được chưa? Rồi đây là bộ phận ở bên ngoài. À, mình đi quanh một quanh chiếc xe thì chúng ta sẽ có là Kiri là bên trái, Kanan là bên phải, Hadapan là phía trước và Belakang là phía đằng sau. Thì khi mà chúng ta đi thi bằng lái xe hoặc là chúng ta kiểm tra những cái bộ phận của xe mà bên ngoài á, thì đầu tiên là chúng ta đứng ở trước này, chúng ta sẽ bắt đầu từ phía đằng trước này ha. Thì phía trước này chúng ta sẽ có là gì ạ? Bonnet Hadapan là cái nắp capo này, bonnet á, bonnet là cái capo đó. Rồi sau đó đến đèn này, đến đến gì ạ? Number plate là đến biển số xe. Đây là những cái thành phần mà khi chúng ta đi thi bằng lái xe chúng ta cần phải học và cần phải kiểm tra, cần phải trả bài đó. Khi mà chúng ta đi thi chúng ta cần phải trả bài. Cái này thì các bạn nào mà đi thi rồi các bạn biết đúng không? Rồi một số bạn đi thi bằng thì các bạn có cái phần bên Mã Lai thì có cái phần bao bao cả lý thuyết lẫn thực hành, cho nên đôi khi phần này nó cũng không có quan trọng trong cái vấn đề thi cử. Tuy nhiên thì mình học mình để mình biết để sau này mình thực tế nè, đúng không? Thực tế là ví dụ như xe mình có bị hỏng hóc hay là bị cái những cái gì thì chúng ta biết là chúng ta còn nói được. Rồi tiếp theo là đèn đúng không? Đèn thì có là đèn 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 trước, cái đèn mà đèn chính đấy, gọi là lampu hadapan là đèn trước đó, và cái đèn CC, CC là đèn đèn gì ạ? CC là đèn xi nhan đúng không? Đèn xi nhan thì phía trước này có đèn này, đó, đèn xi nhan và đèn đèn trước. Rồi đi qua phía bên tay trái này, đi bên tay trái một dãy bộ phận bên tay trái với gì vậy? Bộ phận bên tay phải nó giống nhau. Đầu tiên là bánh xe là gọi là tay da, bánh xe là tay da, rim tay da là cái niềng xe, rim tay da được chưa nào? Rồi sau đó đến cửa, cửa thì chúng ta có là cửa đằng cửa gì ạ? Cửa bên trái phía trước đúng không? Cửa bên trái phía trước này, đây là phía bên trái mà phía đằng trước, và cửa bên trái phía đằng sau, đây cửa bên trái phía trước và cửa bên phải phía sau. Thì tương tự phía bên phải nó cũng vậy thôi, xe thì có bốn cửa mà, thì cửa bên bên phải phía trước và cửa bên phải phía sau thì thầy ở cái góc nhìn thì chúng ta chỉ nhìn một bên thôi, bên kia thì tương tự. Rồi cửa là pintu, và chúng ta có gì ạ? Chermin là cái kính của cái cửa, chúng ta có là chermin pintu là cái kính của cái cửa đó. Thì chúng ta có hai hai kính đúng không? Có hai cánh cửa thì có hai cái kính, bên trái đằng trước và bên trái đằng sau, thì chúng ta có là chermin pintu kiri belakang, chermin pintu kiri hadapan. Chermin pintu là kính của cái cửa, kiri là bên trái, hadapan là phía trước và bơ la căng là phía sau. Rồi bút bơ la căng là cái nắp cốp đằng sau đó. Đấy. Rồi bum bum carter là cái mái, gọi là cái trần đó, hoặc là cái mui đấy, mui xe đó. Chermin harapan là cái gương to này, gương chính này, gương trước này, gương lớn. Pân glass chermin có nghĩa là cái cần gạt kính đó, cần gạt kính, pân glass chermin đó. Thì đây là toàn bộ nội dung, thấy không ạ? Rất là dễ đúng không? Chúng ta nhìn vào cái bộ phận của xe chúng ta học như vậy thì nó khá là đơn giản, khá là dễ. Thầy giới thiệu sơ qua rồi chúng ta sẽ quay về chúng ta đọc bài nhé. Rồi sau đó thì chúng ta kiểm tra mở cái nắp capo lên và chúng ta kiểm tra những cái bộ phận ở bên trong chiếc xe. Ví dụ như tôi có là tapung eye wiper. Ở đây tapung eye wiper là cái gì biết không? Tapung eye wiper là cái nơi mà chúng ta cái hộp đó, hay là cái thùng đó, thùng chứa nước. Nước wiper là tiếng Anh đó, là gạt kính đấy. Đó, nước mà để dùng để gạt kính. Rồi, tabung chơ chạp. Break là cái gì ạ? Break là cái nơi mà
cái thùng hoặc là cái hộp để chứa dầu. Nếu thắng á, break là thắng, là thắng đó. Rồi tabung minh nhạ, steering steering là cái vô lăng, tabung minh nhạ là cái thùng chứa dầu nhớt, vô lăng. Đấy. Rồi radiator, swap radiator là tản nhiệt, đúng không? Hoặc là minh nhạ engine là nhớt máy. Hose tay là cái tặng nước đó, cái đường nước. Battery là bình. Tăng ki simpanan radiator là cái thùng để chứa gì ạ? Cái thùng chứa nước tản nhiệt. Và tăng ki radiator là cái gì ạ? Cái đường tản nhiệt, ống tản nhiệt. Được chưa? Rồi. Thì đó là những cái bộ phận của những cái vùng vực của xe, ở bên trong của xe, ở một trong phần động cơ. Hot air là cái ống nước, đúng không? Rồi. Ok, chúng ta sẽ quay lại với bộ phận ở bên ngoài trước và chúng ta sẽ cùng nhau đọc qua một lượt nhá. Ok, các bạn sẽ đọc đọc hết cái vùng này ha. Đây, cái vùng này. Nói chung là cái chữ màu đỏ, chữ màu đỏ là chúng ta là thực ra cái chữ màu 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 trắng bên này chúng ta điền vào bên trong này thôi mà, đúng không? Rồi các bạn đọc hết những cái khu vực chữ màu đỏ này cho thầy nhé. Đó, thì các bạn đọc đến đâu các bạn phân biệt được cái đến cái bộ phận của nó là được. Được chưa? Rồi, xin mời Phong nào, Phong đọc trước nào. Xin mời. Vâng thầy. Chermin, Hadapan, Perglap, Chermin, Bolet, Hadapan, Lomboplat, Lampu Sisi Kiri, Hadapan, Lampu Hadapan, Taja, Pintu Kiri, Hadapan, Zimtara, Pintu kin belakang, cermin pintu kiri belakang, bus belakang, cermin pintu kiri hadapan, bumbung kereta. Tak hết rồi. Rồi, ok, xin cảm ơn Phong. Xin mời chị Hằng nào. Dạ, em phải. Ok, xin chào. Rồi. Chermin, hai các bạn. Bơ gơ lá. Chermin. Bonnet. Hai các bạn. Number, bơ lá. Lambu, CC. Kiri hai các bạn. Lambu hai các bạn. Aja pintu kiri hadapan rim taya pintu kiri hadapan kiri cermin cermin pintu kiri hadapan buk belakang Belakang, đó là belakang. belakang book belakang cermin pintu kiri hadapan bung kereta đó là thầy Rồi, kereta ok. kereta Rồi, ok. Khi mình đọc đến đâu thì các bạn chú ý mình kiểm tra là mình hiểu được cái nghĩa với lại cái bộ phận của nó nhé. Xin mời Hân nào, Hân ở bài nào. Dạ. Chermin Hadapan. Burger wrap Chermin. Bonus Hadapan. Number Plus. Lambo CC. Kiri Hadapan. Lambo Hadapan. Taya. Rim Taya. Bintu Kiri Hadapan. Bintu Kiri Belakang. Chermin Bintu Kiri Belakang. Bớt Belakang. Chermin Bintu Kiri Hadapan. Bum bum color tờ. Dạ. Đó, ok, xin cảm ơn Hân. Xin mời anh An đọc bài nào. Có Chờ mình. cơ hội đi. Có, Cái này. có. Có Rồi. Chờ mình Hà Đà Bàn.
Gelap cermin bonet hadapan lembu balak lembu hadapan saya jim saya pintu kiri habak hadapan pintu kiri belakang ke kerim pintu kiri belakang but belakang kerim pintu kiri hadapan bumbu bumbun kereta cermin cermin hadapan trong một thể. Rồi, ok. Xin cảm ơn Nam. Rồi, đó là những cái bộ phận ở bên ngoài của chiếc xe này. Được thế nào? Rồi, chúng ta có này. Kiri là bên trái với Gana là bên phải. Thì tương tự như vậy. Từ Lampu này ha. Cho chạy xuống đến Pintu rồi Chermin vân vân ha. Thậm chí là Taja cũng vậy. Thì nó là phía bên tay trái. Còn bên tay phải thì chúng ta thay chữ Kiri là Kanan là được ha. Đó. Thế để khi mà chúng ta kiểm tra xe đó, khi thi bằng lái xe thì chúng ta chỉ việc đi một vòng thôi, chúng ta kiểm tra tất cả bộ phận này. Thực ra khi các bạn đi học bằng lái xe thì những cái này các bạn có học rồi chứ không phải là chưa học, chẳng qua là đôi khi là gì ạ, mình đôi khi ông thầy ông dạy mình đôi khi mình không có nhớ, hoặc là không có nắm bắt được hết ý nghĩa của nó thôi, hoặc là không đủ, còn đưa cho mình có quyển sách dày như vậy thì khó để chúng ta học đó. Thì theo như kinh nghiệm mà thi cử cách đây nhiều năm của thầy thì nó là như vậy. Rồi, ở bên này thì chúng ta có những cái bộ phận ở bên trong của cái phần phía trước này. Chúng ta có này, ta bung I whisper, ta bung chơi chai, break, ta bung minh nhạc, steering, ta li swat cơ, alternator, là minh nhạc engine, hose eye, battery, tăng ki simpanan radiator, tăng ki radiator. Thế nào? Đó. Thì cái này chúng ta tham khảo thôi. Rồi, bây giờ chúng ta quay về lại bài học nhé. Chúng ta kéo xuống phía dưới phần phần E đó, ABCD các bạn tham khảo thêm nhé, tại vì bộ phận của xe thì nó nhiều lắm và nó có cả tiếng Anh nữa, cho nên các bạn cứ tham khảo. Còn những cái cụm từ, những cái bộ phận của xe thì đa số thì, thực ra thì khi mà đi sâu vào bên trong những cái chi tiết bộ phận của xe, chúng ta cũng không cần phải đi quá sâu, tại vì chúng ta đâu phải sửa chữa xe đâu mà đi sâu quá. Nếu mà có bị hư hỏng những cái đó chúng ta cũng không biết, đúng không? Chính vì vậy cho nên là chúng ta chỉ học những cái bộ phận nào mà nó nhìn thấy bên ngoài mà chúng ta có thể nó liên quan và các bạn có thể ảnh hưởng đến cái chiếc xe mà chúng ta có thể thấy được, chúng ta nói được. Còn bình thường thì chỉ có sửa xe mới đi sâu vào từng chi tiết ở bên trong, đúng không? Rồi, khi tham gia giao thông thì các bạn lưu ý, lúc trước chúng ta học chủ đề 25 là các phương tiện giao thông mà cũng có những cái phương pháp và những cái biển báo rồi, đúng không? Và trong cái phần đó cũng vậy. Khi mà các bạn đi học thì các bạn cũng có cái quyển sách đó về phần lý thuyết, còn về thực chiến ấy, thì chúng ta học tiếng Mã thì có cái phần thực chiến ấy, là thầy đưa cho các bạn những cái biển báo mà nó thấy các bạn thấy ngay trên đường luôn, đúng không? Những cái cụm từ mà sử dụng ngay trong cái trên đường, còn khi mà đi học ấy, thì nó có rất là nhiều mà chúng ta không dùng đến đó. Và thực chiến là tại Malaysia, khi mà thầy soạn chủ đề này với chủ đề các phương tiện giao thông, mà thầy xách xe thầy đi chạy một vòng mà thầy xách xe thầy đi chạy một vòng quanh những cái khu vực trên highway, có đi quanh những khu vực trong đường làng, có những khu vực ở trong bandar, có thành phố, có để gì ạ? Để tổng hợp là những cái cụm từ, những cái biển báo, những cụm từ mà nó thực tế khi các bạn tham gia giao thông á, khi các bạn lái xe trên đường thì các bạn nhìn thấy đó, thì như thế đó, đúng không ạ? Rồi, trong phần E cụm từ thông dụng này thì chúng ta có là inspector. Inspector là thanh tra. Thì khi chúng ta đi thi bằng lái mà thi ở bên ngoài đó, vòng 2 đó, vòng trong thì chúng ta cũng nói rồi, vòng hòa vòng ngoài ấy, tức là mình lái xe rồi bên cạnh phải có một cái người ấy, người thanh tra, người ta ngồi bên cạnh để người ta kiểm tra xem là cái việc lái xe của mình có đạt yêu cầu để mình nhận được bằng hay không ấy. Thì vòng 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 thứ hai thì có inspector, tức là ông thanh tra, cái ngày thanh tra ngày ngồi bên cạnh là chúng ta lái ra ngoài đường, đúng không? Guru Mermandu hoặc là Chenvu Mermandu, thì cái từ guru và Chenvu thì thầy nói rồi, đúng không? Đều có nghĩa là giáo viên. Mermandu giáo viên lại lái xe. Pelajaran Mermandu là học lái xe. Jalan Zem, Zem là tắt đường đó. Jalan Zem là đường tắt hay là tắt đường. Lesson, lesson là lesson trong tiếng Anh nhé. Lesson. Lesson là bằng lái. Lesson Mermandu là bằng lái xe. Lesson thì có nghĩa là chứng chỉ bằng lái, là cái bằng hoặc chứng chỉ vân vân.
Papantanda là biển báo, Lesan Mamando Ujian là thi bằng lái xe, đúng không? Ujian là thi cử đó, thi đó, đúng không? Đó là kiểm tra. Manual Kilometer là xe số, Automatic Kilometer là xe tự động, nhưng phải xe ga. Đối với xe máy thì gọi xe ga, đối với xe ô tô chúng ta gọi là xe tự động, Automatic. Gaga là thi trượt, còn Lulut là thi đậu. Gaga Ujian Lesan Mamando, Lulut Ujian Lesan Mamando. Cho nên khi mà chúng ta thi thì chúng ta thấy chữ Lulut. Đôi khi các bạn sau này hồ sơ các bạn không để ý, chứ ngày xưa khi mà thầy đi thi là hồ sơ là thầy cầm trên tay nộp vào trong, rồi khi người ta trả hồ sơ về là mình biết được là thi đỗ hay thi không đỗ. À, còn bây giờ các bạn thì hầu như là môi giới với ông thầy là ông lo hết rồi, ông cầm hết, ông chỉ có đến ngày ông đưa bằng cho mình thôi, đúng không? Đấy. Amalan Mermandu thực hành lái xe, Kemalahan tai nạn, Kemalagan tai nạn hoặc là accident. Cái từ này chúng ta hay dùng từ accident nhiều hơn, đúng không? Đi ra đường hay với cơ đâu chúng ta hay dùng từ accident này thì nó thông dụng quá rồi. À, tuy nhiên thì chúng ta nếu mà có gặp chữ thì chúng ta dùng từ là Kemalagan này. Pelagaran vi phạm. À, hôm chúng ta học chủ đề 20 chúng ta có một từ là Kesalahan, cũng có nghĩa là vi phạm. Sala là sai. Pelanggaran vi phạm là thường là vi phạm giao thông, đúng không? Tất bạn đã tạo character bãi đổ xe. Lampu là lưu linh tắt, lampu là cái đèn, mà la lưu linh tắt là giao thông, đèn giao thông, cột đèn giao thông. Lampu là lưu linh tắt. Gear belakang số lùi, gear là số, gear belakang là số lùi. Kelaju, laju an là tốc độ, laju, kelajuan. Mempercepatan tăng tốc hoặc là cao tốc đó, đúng không? Menuka gear là chuyển số, Menuka ghi chuyển số. Mermandu lái xe, Mengatasi là vượt xe. Tơ ba lệ là đi lùi này, Pelahan là đi chậm này, Giá lăn là đường này, Pingi là lề đường này, Tanda là biển chỉ đường này, Palin là ngã rẽ này. Đó, được chưa? Thì đây là một vài những cụm từ mà chúng ta học thêm trong chủ đề số 25 với chủ đề 28. Chúng ta kết hợp luôn cả hai chủ đề này lại với nhau. Đó, thì chúng ta có được rất là nhiều những cái từ vựng liên quan khi chúng ta tham gia giao thông. Nào là biển báo, nào là gì các cụm từ chỉ phương hướng, rồi là gì những cái cụm từ mà khi chúng ta thực hành lái xe hoặc đi xe trên đường, vân vân đó. Rồi chúng ta sẽ đọc qua một lượt nhé. Rồi xin mời Anna đọc trước nhé. Đó, xin mời. Xin mời nhé, Anna đọc bài trước nhé. Hello, anh An có đó không ạ? Có rồi. À, xin mời đọc lại. Inspector, đọc lại nhé. Inspector. Guru Mandu Balaria Rang Mandu Jalan Jem Lesan Mandu Banda Tanda Lesan Mandu Uyan Mandu Kerta Gaga Uyan Lesa Mandu Auto Mati Automatic các bạn, automatic. Automatic Kereta Amalan Mantu Kemalan Yang Lulut Uyang Lusan Pemandu Balagan Dan Tebak Tempat Letak Letak Kereta Lembu Lalu Lintas Gaat Belajakan kelajuan memperkecepatkan menuka gaat memandu mengatasi sebalik pelanggan jalan di tinggi jalan pada jalan berbalik sama saya. Ok, xin cảm ơn anh Nam. Xin mời thì À. Hồng. Mời thì Hồng. Dạ, em đọc anh.
Inspector Guru Mermando Plaza An Mermando Jalan Dem Lai Sinh Mermando Papantan Da Lai Sinh Mermando Yulan Yuyan Manu Kalata Gaga Yulan Lai Sinh Bermando Automatic Kalata Amalan Manmando Kemalan Ngan Lưu lút du lan lai sinh bơ man đồ. Bơ lan ngan lan. Tâm bạc lơ tả cơ lơ tơ. Lam bù la lưu linh tắt. Yes, bơ la căng. Ghia đọc là ghia Ghiệt, ghiệt bơ la căng. Cơ dây dùng. Mơ, mơn bơ chơ bát can. Mơn nu ca ghiệt. Mơn man đồ. Mơn ga taxi tâm bị tâm ba lệ ba la hăng gia làng bình ghi gia làng tăng đa gia làng bơ ba lịn ok. Hơn xin mời con phong đọc bài. Vâng thầy. Inspector Guru Mermandu Pla Jalan Mermandu Jalan Jem Lơ Sơn Mermandu Papan Tanda Lơ Sơn Mermandu Ujan Manua Kurater Gaga Ujan Lơ Sơn Mermandu Automatic Kurater Amalan Mermandu Kemalan Gan, Nulut Ujan Nơ Sơn Permandu, Pelan Garan, Tempat Lơ Tạ Cơ Rơ Tơ, Lampu La Tụn La Lu Linh Linh Tát, Gia Bơ Lơ Càng, Cơ La Duan, Mơm Pơ Chơ Bát Can, Mơ Lu Ca Gia, Mơ Mandu, Mơ Ga Ta Si, Tơ Bơ Lệ, Bơ La Hàn, Gia Lan, Pingi Gia Lan, Tanda Gia Lan, Bơ Ba Linh. Xong. Ok, xin cảm ơn phòng. Xin mời chị Hành đọc ạ. In bất cổ. In bất cổ. In bất cổ. Guru mơ bên đu. Bơ la gian ran mơ bên đu. Gia lan diem. Sơ sen mơ bên đu. Ba ban đan ta ba ban đan ta lơ san mơ men du hujan ujian manua kereta manua manu kereta ge gela ujian lai san mơ men du automatic automatic kereta amalan memandu kema lagan lulus ujian lisan memandu belan ga ran tambat lekat kereta lampu lalu lintas ke gerak belakang kelajun kelajun kelajan Laju laju kelaju kelaju là tốc độ laju kelaju an à, kelajuan kelajuan là tốc độ mempercepatkan menu ran menuka Yeah. gear akan show menuka gear memandu mengatasi tebak 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 perlahan
Gia Lan, Bengin Gia Lan, Anta Gia Lan, Berbanding. Ok thầy, các thầy. Ok, từ này chúng ta học Berbanding. tơ ba lệ nhé. Tơ tơ ba lệ, à tơ ba lệ là lùi lùi, tơ Rồi, ba ba lệ. lệ là đi về đấy. Ba lệ là đi. Lệ là về, là đi về, còn này tơ ba lệ là lùi đi, đi lùi. Dạ. Ok thầy. Ok, đây là những cụm từ thông dụng nhé. Chúng ta về nhà chúng ta đọc thêm nhé, học thêm cái phần này. Dạ. Và bên dưới chúng ta có câu giao tiếp này. Có cần câu giao tiếp. Đây là một trong những cái chủ một trong cái tình huống bạn Nhung lái xe đi thi ở bên ngoài nhé. Selamat datang inspector nhé, đọc là inspector trong tiếng tiếng Anh đó là đúng rồi. Inspector này. Không đọc là inspector nhé. Investor chứ không phải tô. Investor. Đúng rồi. Selamat datang. Cái này là chúng ta mở một tiếng Anh mà. Selamat datang. Awak punya nama Nhung. Betul tak? Bạn tên là Nhung có phải không? Dạ yeah, betul. Vâng. Selamat masuk dalam kereta. Vui lòng vào trong xe. Dan buat ujian awak. Và thực hành phần thi của bạn. Awak pandu turus ke harapan. Tengok ke persimpangan belok kanan. Bạn đi thẳng về phía đằng trước. Nhìn thấy à, dạ, ngã tư thì rẽ phải đó. Ba lệ ạ, ba lệ ba ệ la được ạ. Turut pergi hoặc là pergi turut cũng được. Turut pergi tới ngọn lampu isi aras ke harapan. À, đi đi rồi tiếp tục đi trước ạ, đi thẳng. À, nhìn thấy đèn xanh đó, đèn xanh đèn đỏ đó, đèn giao thông đó, phía đằng trước thì bê lộ ký kỳ gì ikut itu kereta merah warna. Đi theo chiếc xe màu màu đỏ. Pergi margin kiri dan kemudian belok kiri untuk kembali ke pusat memandu kereta. À, đi theo lề pinging hoặc là mangin cũng được nhé. Đi theo lề bên trái và sau đó về rẽ trái để quay trở lại trung tâm lái xe. Sudah siap belum? Vâng, vậy là xong rồi phải không ạ? À? À, itu betul. À, đúng rồi, đúng như vậy. Awak selesai ujian, bạn đã hoàn thành phần thi, selesai, hoàn thành phần thi. Sejak dulu, pemeriksaan betul tak, tôi đã thi đỗ rồi, có phải không? Sudah tunggu keputusan, vui lòng chờ đợi kết quả. Terima kasih, đúng không ạ? À, xin cảm ơn. Rồi. Thì đây chính là cái phần lái xe. Thực ra thì đây chính là cái phần mà cách đây nhiều năm khi mà thầy đi thi đó, thực ra thì không phải đi thi mà là lúc đi đang trên đường học á, đang đi học á, đang trên học á thì có một cái chủ có một ngày thì đi theo kiểu này nên là thầy nhớ lại thầy ghi ra thầy soạn lại. Còn khi mà thầy đi thi bằng thì dễ rồi, thầy chỉ việc lại nhảy lên xe vào số xuống dốc một cái là ông inspector ông thanh tra ông kêu quay đầu lại đậu rồi, tại vì ông thấy mình biết lái rồi. Đấy, cho nên là thi phần bên ngoài thì khá là nhanh. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ chia làm hai hai cặp được chưa ạ? Rồi, chúng ta có Hân nào. Hân sẽ đọc với Phong nào. Xin mời. Dạ. Selamat datang, Inspector. Selamat petang awak bunya bunya lama nyung betul tak Dạ, betul. sila masuk dalam kereta dan buat junan awak awak pandu turut ke harapan ten ngộ persimpangan belok kanan. Hay là Turut pergi tengok lampu isi aras ke harapan belok kiri ikut itu kereta merah warna pergi mungkin kiri dan kemudian belok kiri untuk kembali ke pusat memandu kereta. ya, sudah siap ke belum? Itu betul awak selesai ujian. Saya lulus saya lulus berlai berlai saya an thầy.
bơ tổ À, tạ bơ 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 rệ bơ tam rệ bơ bơ rệ sa an bơ tổ tạ Sina Tunggu Keputusan. Dạ, terima Rồi, kasih. ok. Xin cảm ơn Phong và Hưng. Xin mời chị Hành với lại Anna đọc lại. Dạ, em đọc. Sơ la mát bơ tăng. Inverter. Selamat batang awa bunya namanya betul tak? Ya, betul. Silamu masuk dalam serata dan kuat. Yu hujan awa awa badu turu ke hadapan tergolong. Tên cái gỗ bơ xi man Bila baiklah. bơ xi ban gian bô lê canan suru bơ ri tơ lâm bu ít nhà ra ít nhà Kereta merah warna beri makin kiri dan kemudian boleh kiri untuk ke pusat memandu kereta. Ya, sudah siap sebelum. Itu betul. Awas selesai hujan. Saya lulus beberapa saat betul tak? Sila tunggu keputusan. Ya, terima kasih. Được, ok. Đó Dạ là phần hội thoại, giao tiếp, phần hội thoại, tình huống. Bài tập về nhà các bạn học tầm khoảng cái phần này các bạn đọc đi đọc lại khoảng 1-2 lần để các bạn nhớ cái mặt chữ nhé. Biết đâu sau này khi thi một số bạn sẽ phải va chạm cái này thì sao. Rồi, bộ phận của xe thì học tầm khoảng 20 bộ phận, nhưng mà thầy nghĩ rằng bộ phận bên ngoài khá nhiều, cho nên chúng ta có thể là học cái phần bộ phận bên ngoài. Bộ phận bên trong thì sẽ có một số ở trong xe nữa nhé các bạn nhé. Khi các bạn mở cửa ra trong xe thì vô lăng các thứ thì các bạn tham khảo thêm cái phần chủ đề. Nói chung tầm khoảng 20 từ, đúng không? Tầm 20-30 từ gì đấy. À. Rồi, đó là cái phần mà khi bạn lái xe thì các bạn có câu hỏi gì không ạ? đã vừa tay nha cô Đã đưa bơ ta như rồi. đã vừa tay nha đã tay nha bước Rồi, đã tay nha bước đó là chủ đề 28 đó. Như hôm nay thầy nói là chúng ta sẽ học luôn cả chủ đề 30. Chủ đề 29 thì đây có, thực ra chủ đề 29 nó chỉ có 4 câu thôi các bạn. Thì 4 câu thì nó có nghĩa ở đây rồi. Và có một cái đường link để các bạn có thể là xem. Và lát là thầy sẽ gửi cái đường link đó vào trong nhóm các bạn để các bạn có thể xem cái video mà thầy đã tạo ra. Tất nhiên thầy sưu tầm cái phần karaoke, thầy sưu tầm, thầy ghép lại để giúp cho các bạn có thể là vừa nghe và vừa có thể vừa nghe người ta hát quốc ca như thế nào và vừa có phần karaoke để các bạn có thể là hát theo được. Đúng không? Thực tế thì một phần này thì như anh An với lại Phong với cả thầy cũng vậy, Tony cũng không cần cái phần này. Nhưng mà các bạn như chị Hành hay chị Thùy Hơn đó, thì lấy chồng bên này thì có thể sau này thì điều này em ra em khác. đang chuẩn bị học hoài mà không có thuộc thầy, không biết Đó. sao học ngu Tốt dữ căng vậy, hát rồi không được nè. thầy ơi. Ok. Rồi ok bây giờ thế này nhá. Quốc ca Malaysia thì nó chỉ có 4 câu thôi. Đây chúng ta có này. Quốc ca Malaysia là Negara. Negara là quốc gia. Ku là Negaraku, của tôi. Negara quốc ku gia, có nghĩa là đất nước của tôi đất nước của tôi, đó. Rồi. Chúng ta có này, ta nha, ta na là đất hay là vùng đất ta đúng không? na đất, Tumbanya tam Daraku tam ba nha. Rồi, thầy sẽ phân tích nha. À, đây, chúng ta có bốn câu, thực tế là có bốn câu nhé, hai câu cuối nó lặp đi lặp lại rồi.
Thành ra là trong quốc ca nó có 6 câu nhưng mà hai câu cuối lặp đi lặp lại, thì thực tế ra từ vựng hay là nội dung nó chỉ có 4 câu thôi. À, câu đầu tiên là chúng ta có này, Tana Tumbanya Daraku. Dara là máu mà, này, Daraku có nghĩa là máu của tôi đó. Thực tế ra thì đúng dịch sự sát nghĩa thì là mảnh đất mà nơi mà tôi đã đổ máu vì 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 nó, hoặc là mảnh đất mà nơi tôi đã đổ máu thì nó đúng hơn. Nhưng mà thầy thấy rằng ở trên mạng đó, với lại thầy thấy những cái tài liệu khác thì người ta sẽ dịch một cách văn vẻ hơn là mảnh đất nơi tôi bắt đầu, chẳng hạn như vậy thì cũng được, không sao cả. Rồi, Rajahi Đức Bersatu Danmayu. Bersatu là gì ạ? Chúng ta có Satu là một, mà Bersatu có nghĩa là hiệp một á, hay là ra ra kia ra hả thầy? đọc là Ra Dạ. Ra già Ra Dạ. khi đấy Ra Dạ Hy Đức. Hy Đức là sinh sống, là sống. Rồi Mayu là thịnh vượng, hay nói chung là nơi mà mọi người sinh sống với nhau. Bersatu là hiệp một với nhau, hòa thuận với nhau, và Mayu là thịnh vượng, đúng không ạ? vô. Rồi Ramabahagia, nhớ là Bahagia nhé. Ra hay ghi ra Kunyakan có nghĩa là ơn phước lành đấy, hay nói là sự may mắn, sự phúc lành. Tại vì người Hồi giáo cho nên người ta cũng sẽ dùng là từ là phúc lành, may mắn là do Chúa ban, đúng hơn là do Thượng Đế ban đấy, do ông trời ban cho. Nhưng mà vì khi mà thầy dịch sang tiếng Việt này, thầy để là ơn trời để cho bạn dễ dễ cho. Còn đối với trời cũng là vua Chúa mà, đúng không? Đấy, cho nên là đối với Hồi giáo hoặc Cơ Đốc giáo hoặc Thiên Chúa giáo thì người ta sẽ dùng từ là Đức Chúa Trời, hoặc là Chúa, hoặc là Thượng Đế, đúng không? Rồi Raja, Raja là vua, đúng không? Ơn trời mang phúc lành may mắn đến, hoặc là phước lành may mắn là đến từ nơi nơi Thượng Đế. Rồi Raja là vua này, Kita là vua của chúng ta này, Raja Kita này, quốc vương của chúng ta này, Selamat Bertakha này, Bertata này, Bertata là ngự trị đó, hay là cai trị đó. Thì đúng hơn Ta ta cai trị trong trong Selamat là an toàn, trong hòa bình đó. Thì lặp đi lặp lại là chúng ta có bốn câu này. Còn hát như thế nào, các bạn vào đường link này nhé, hoặc là các bạn có thể vào đường link này, hoặc là thầy sẽ gửi video vào trong nhóm cho các bạn. Thầy sẽ có thể gửi vô video vào nhóm này thầy. thầy gửi video em vào nhóm để các bạn lưu. em 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 đọc em đọc còn không xong luôn á, kêu em hát không biết sao hát luôn á. Có sao đâu, đọc thì mình đọc bình thường thôi ấy. Mình nghe đi, nghe như nào mình đọc như vậy là được mà. Dễ mà. Đó, câu đầu tiên nó tiếp tục. Rồi. Ok, phần quốc ca thầy sẽ gửi video vào, các bạn nghe đi nghe lại vài lần, các bạn biết, các bạn nào mà nói chung là có biết hát karaoke hoặc là có cảm âm được chút xíu thì các bạn có thể hát theo nó đúng. Còn khi mà chúng ta đi phỏng vấn thì không nhất thiết phải hát cho nó nhịp nhịp đâu. Các bạn chủ yếu các bạn học thuộc là được. Được chưa? Nhớ nha. Mình nhìn thì thấy nó rối rối nhưng mà thực tế đó nha, chỉ có bốn câu thôi này. Đó, chỉ có bốn câu thôi. Rồi. Hạnh này yêu đời quá. Rồi. Ok, đó là phần phần quốc ca ha. Thầy sẽ gửi video vào trong nhóm cho các bạn để các bạn có thể là xem nhé. Bạn có thể nói tiếng Mã Lai không? Thầy ơi, cái phần phỏng vấn này em không liên quan thì em xin đi sớm một Cũng chút thầy. được. Ok, được, không vấn đề gì. Dạ vâng. Em chào Đấy. thầy, em chào mọi người. Rồi, À, chào ok, anh. chào Phong nha. Nói chung là bà nào không 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 cần thì không cần học thì cũng không được, không sao cả, không liên quan. Rồi, cái phần này thì thầy cũng giới thiệu thôi và thầy phân tích thôi. Chứ đây thì nói chung là bây giờ nhé, đi phỏng vấn lấy PR với AC thì các bạn cần phải nắm được. Tất nhiên thì nó sẽ có nhiều câu hỏi hơn nhưng mà các bạn cố gắng nắm được gì ạ? Được hết 25 câu hỏi này. Chúng ta 25 câu hỏi này là 25 câu hỏi mà chúng ta thường thường xuyên gặp phải khi chúng ta đi phỏng vấn, được chưa nào? Hầu như là nó nằm ở trong này. Bên cạnh đó thì nó sẽ có nhiều cái, có một số cái câu hỏi bên ngoài nữa. Thì tùy vào cái người phỏng vấn mà, đúng không? Tùy vào cái người phỏng vấn họ sẽ hỏi cái phần nào thì giống như có một nói chung đề thi thì chúng ta không biết nhưng mà nội dung ôn tập thì chúng ta biết đại khái là như vậy, đúng không? Thì nó sẽ ra những câu hỏi chung chung như thế này. Thì nói chung các bạn trước mắt thì các bạn cứ phải nắm chắc hết 25 câu hỏi này, trả lời được 25 câu hỏi này trước, đúng không? Còn cái việc mà người ta trả hỏi thêm những cái gì đó thì chúng ta tùy vào nội dung và tùy cơ ứng biến. Rồi câu một này, với lại khi chúng ta học á thì đa số là trên băng nói, đúng không? Nhưng mà đôi khi nha, khi mà chúng ta đi phỏng vấn thì
nhiều khi nó có cả văn viết vào nữa. Cho nên ngoài cái văn nói, thầy tin rằng các bạn khi mà các bạn nắm chắc rồi thì các bạn cũng sẽ biết thôi. Thì thầy đưa cái phần văn nói vào đây nữa để giúp cho các bạn có thể là cả văn nói và văn viết. Tại vì thầy biết rằng là có một số bạn là học cái chủ đề này nhưng mà chưa áp dụng được ngay đâu, phải mất vài năm. Cho nên là các bạn lưu đó để chúng ta có tầm tài liệu để chúng ta tham khảo. Biết đâu sau này nhé, biết đâu sau này các bạn đi phỏng vấn, người ta sẽ đưa cho các bạn một cái gì ạ, một loạt những câu hỏi trong trang A4 và bắt các bạn phải ngồi đó để các bạn gì trả lời bằng 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 viết chữ thì làm sao. Cho nên các bạn nhớ nhé, tham khảo. Thầy nghĩ như vậy thôi, không biết tương lai là như thế nào. Rồi. Nói thì đơn giản rồi, đúng không? Câu 1 nhé. Agua bole cha cấp ba ha sơm mơ la du tạ. Bạn có thể gì? Có thể nói được tiếng Mã không? Đó, câu đầu tiên ha. Bô lê thì mới nói chuyện được, chứ còn tạ bô lê thì thôi rồi đúng không? Tạ bô lê thì thôi khỏi phỏng vấn luôn. Tạ bô lê thì bà lê đúng không? Apaka nama penu, penu là full name đấy, nama penu là full name đấy. Đầy đủ, penu là đầy đủ đó. Tên đầy đủ của bạn là gì? Ta vẹt la hê là ngày sinh đan alama ruma sơ ma sơ awa, nhà địa chỉ nhà hiện tại của bạn đúng không? Ta vẹt la hê là gì? Ngày tháng năm sinh đấy đúng không? Rồi, apaka ta vẹt awa đã tăng cơ Malaysia. Bạn đến Malaysia vào ngày tháng năm nào? Khi mà chúng ta có từ ta vẹt có nghĩa là chỉ về ngày tháng năm đúng không? Đây hari là đây, còn ta rệ là tết đúng không? Tết trong tiếng Anh. Rồi, ba gai mà nơ hoặc là ba trăm mà nơ awa dan suami sa ling mang ra. Làm thế nào để quen biết nhau đúng không? Bạn và chồng bạn và hoặc là làm thế nào, hay là bạn với chồng bạn thì quen biết nhau như thế nào? Đó, thì mình phải nói ra đúng không? Nói cho chuẩn nhé, hai vợ chồng là phải thống nhất với nhau, tại vì đâu phải phỏng vấn có một mình phỏng vấn luôn cả ông chồng mà. Ông thì bảo đang gặp nhau ở quán ăn, ông thì bảo gặp nhau trạm đường thì thôi rồi đúng không? Phải thống nhất với nhau. Câu số 5, Apakah nama penuh suami anda? Tên đầy đủ của chồng bạn là gì? Apakah kelahiran suami anda? Thì nói về tên đầy đủ của chồng với lại ngày tháng năm sinh của chồng. Sẽ có những cái câu hỏi trước đây á, sẽ có những cái câu hỏi và thậm chí cả bây giờ vậy, nó liên quan đến những cái lĩnh vực, nó liên quan đến bên chồng và bên nhà chồng á, là vì sao ạ? Vì nhiều năm trước đây là có cái dịch vụ là kết hôn giả đó các bạn, thành thử ra là kết hôn giả đó, thành thử ra là cái vấn đề mà hỏi về nhà chồng cũng khá là nhiều để giúp cho các bạn để xác nhận là xác minh rằng là bạn có phải là thực sự là sống chung với chồng hay không, hay là chỉ là trên giấy tờ thôi. Cho nên sẽ có những cái câu như thế, và thậm chí nha, khi mà thực tế đi hỏi nó sẽ có những cái câu mà nó riêng tư hơn nữa đó, nó riêng tư hơn nữa, thì các bạn phải cố gắng nắm cho được. Tất nhiên kết hôn thật thì không sợ rồi đúng không? Tare mana manaka anda berkawin, bạn kết hôn vào ngày tháng năm nào đúng không? Số 7, berapa bao nhiêu lần suami anda đã tăng cơ Việt Nam, có bao nhiêu lần chồng bạn đến Việt Nam đúng không? Hoặc là chồng bạn đến Việt Nam bao nhiêu lần rồi, về Việt Nam bao nhiêu lần rồi? Master berkawin sampai sekarang, từ khi kết hôn đến bây giờ đúng không? Kamu sudah balik Việt Nam berapa kali, từ khi kết hôn đến giờ thì về Việt Nam bao nhiêu lần rồi? Thực ra các bạn lăn vân tay một cái là nó hiển thị lên trên hệ thống ngay đúng không? Nhìn vào hộ chiếu cũng biết, về Việt Nam thì chúng ta nhìn vào con dấu là chúng ta biết. Tuy nhiên thì nhiều năm qua rồi đúng không, thì chúng ta có thể là ước chừng thôi, mỗi năm về mấy lần, nó ước chừng thôi đúng không? Chứ mà năm tháng nào cũng về thì hỏng. 5 năm mà ví dụ qua đây được 5 năm, 10 năm mà tháng nào cũng về thì về mấy cả rất là nhiều lần như thế. Mengapa? Tại sao? Anda ingin mempunyai pia? Tại sao bạn lại muốn có pia? Đúng không? Tại sao bạn lại muốn có red IC? Tại sao lại bạn lại đi phỏng vấn để lấy cái này? Đúng không? Chia tài sản hay là để làm kinh doanh, hay là muốn sống với gia đình, muốn sống với con được lâu hơn, vân vân đúng không? Vân vân nha. Nói chung là khi mà mình nói đến cái quyền lợi khi được lấy PR thì các bạn cũng tìm hiểu rồi đúng không? Đấy. Thì chúng ta sẽ có nhiều quyền lợi hơn, có nhiều cái sống thoải mái hơn vân vân đó, có tiếng nói hơn đúng không, rồi được sống lâu hơn ví dụ vậy, cho renew mỗi năm như vậy nó nguy đấy. Rồi số 10, proper orang đi Đà Lạt keluarga anda đi Việt Nam đúng không, có bao nhiêu người, gia đình bạn có mấy người này, câu này nói dài dòng tất cả là gì, keluarga saya ada gì lima orang này đúng không, lima orang này, gia đình bạn có bao nhiêu người ở Việt Nam này? Termasuk nama umum dan pekerja,
tên tuổi Tên và tuổi nghề từng nghiệp. thời. Tên tuổi và nghề nghiệp của từng người đấy. Đó. Nam mơ u mu đàn và cơ dạ của từng người. Câu 11, sebelum datang ke Malaysia, apa yang anda lakukan? Lakukan cũng là cái công việc hay nghề nghiệp đấy, làm nghề gì đấy. Sebelum datang là trước khi đến đúng không? Sebelum datang là trước khi đến đến Malaysia thì bạn làm nghề gì? Ví dụ như mình có thể nói là mình ở nhà đúng không? Hoặc là mình ở Sài Gòn làm công ty, hoặc là mình vân vân, mình muốn nói sao được cái mà cái này thì dễ mà đúng không? Trước khi đến Malaysia thì tôi ở nhà sống với gia đình ví dụ vậy. Bạn đã đi du lịch bao nhiêu quốc gia? Số 12, Prapa Negara yang Anda bepergian là đi du lịch đấy. Bao nhiêu quốc gia? Negara, Prapa Negara. Đi du lịch bao nhiêu đất nước rồi? Thái Lan, Singapore, Trung Quốc, vân vân kể ra Thái Lan. Rồi, số 13, Prapa orang di dalam keluarga suami Anda. Có bao nhiêu người trong gia đình chồng bạn? Termasuk number, no IC, cái này bỏ đi ha. Thật ra cái này cũng ai mà nhớ, từ no IC của chồng của mình chắc gì đã nhớ. No IC của gia đình làm gì biết, đúng không? Chúng ta có thể bỏ đi. Termasuk number, alamat, dan pekerjaan là được rồi. Đúng không? À, tên, kể tên, địa chỉ và nghề nghiệp của từng người. Tại vì mình lấy chồng bên nhà chồng, em chồng chị chồng làm gì không biết thì không, cũng cũng không hợp lý lắm đúng không? Em chồng chị chồng làm gì thì phải biết đúng không? Gia đình mình bên nhà chồng có bao nhiêu người thì phải biết. Thế bây giờ kết hôn mà bây giờ không biết bên nhà chồng có mấy người thì này, cho nên là đó, nên câu nói số 13 là như vậy. Rồi bạn có bao nhiêu đứa con? Số 14, awak ada berapa anak, bao nhiêu người con? Termasuk nama umu và no my kids. No my kids các bạn có thể cầm lên tay các bạn đọc đúng không? No my kids tại vì sao ạ? Cái my kids của mấy đứa là mình cầm mà đúng không? Mình có con là mình cầm my kids mà đúng không? Đằng sau my kids của nó là no my, đằng sau cái my kids của nó là có tên của mẹ mà, tên của người mẹ mà. Đấy. Số 15, adakah anda pergi pekerja, bạn có đi làm bây giờ không này? Đây này. Hiện tại bạn có đi làm không này? Tại vì nếu có đi làm thì trong hộ chiếu là mình phải có cái giấy cho phép được đi làm. Rồi, đó là 15 câu đầu tiên. Câu 16 nhé. Câu này là chung chung này. Malaysia giành được độc lập này. Apa tarikh Malaysia mendapat là giành lại đó. Giành được đó, hay là được đó. Merdeka, Merdekaan, Kemerdekaan. Merdeka là độc lập, Kemerdekaan được độc lập vào ngày tháng năm nào? À, cái này phải biết nha. Này bữa 31 là 18 tháng 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 mấy quên rồi thầy. Bữa là 31 tháng 31 8. hả? 31 tháng 8. À 31 tháng 8. Rồi, Malaysia có bao nhiêu bang? Berapa negeri yang anda di Malaysia? Malaysia có bao nhiêu bang các bạn? À, Malaysia có bao nhiêu bang ạ? Có 10 10 14 bạn Ví dụ, hả thầy? Malaysia. Nghe giật cả mình. Malaysia có 13 bang. 13 bang, 14 bang. 13 bang và một chính phủ, cho nên thường thường Một chính hay nhầm phủ. lẫn. À, 13 bang và À, một chính bạn phủ một là chính thật đó. phủ. Cái là 14 bang, Mình có thể sử dụng Wikipedia tiếng Việt ấy. Đấy. Mình gọi vào là Malaysia Wikipedia. Đấy chứ nào? Thì chúng ta sẽ thấy được là đó đây cái đường link thầy gửi vào nhóm luôn nhé, đây để cho các bạn lưu lại đó. Lát là thầy chia sẻ sau rồi. Rồi ok, siapa Perdana Menteri Malaysia sekarang này là cái gì? Thủ tướng hiện tại là ai đúng không? Thủ tướng hiện tại là ai ạ? Ngài Anwar Ibrahim đúng không? Đấy. Malaysia giành độc lập vào ngày 31 tháng 8 năm 1957. Được chưa nào? Độc lập từ đâu ạ? À? Từ Anh Quốc. Đấy. Thủ tướng hiện tại là ngài Anwar Ibrahim. Đức vua Seri Raja hay là King Yang di Pertuan Agong, đây là tước hiệu của ông. Malaysia sekarang. Đức vua của Malaysia hiện tại là ngài Ibrahim Iskandar, đó là vua Johor, vua của bang Johor. Được chưa? Đấy. Là đương kim quốc vương thứ 17 của Malaysia và đồng thời cũng là Sultan hay là vua đó thứ 25 của Johor. Đó.
Được chưa? Cái này thì vào trong phần cái đường link thầy gửi đó. Rồi số 20. Brava Warner Warner Bandera Malaysia Mem Lam Bang Kan Apa. Mem Lam Bang Kan là tượng trưng đó. Lá cờ Malaysia có bao nhiêu màu? Tượng trưng cho cái gì? Cái này chúng ta học trong chủ đề 19 rồi đúng không? Lá cờ thì có gì ạ? Bốn màu này. Màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng. Màu xanh tượng trưng cho màu màu đỏ đi, màu đỏ tượng trưng cho máu, có nghĩa là tượng trưng cho sự hy sinh, lòng dũng cảm. Màu xanh là tượng trưng cho sự đoàn kết, màu vàng tượng trưng cho hoàng gia và màu trắng tượng trưng cho sự sự thuần khiết. Đó. Rồi. Lá cờ Malaysia gồm có những cái biểu tượng gì thì chúng ta có là phần vầng trăng khuyết, vầng trăng lưỡi liềm, vầng trăng khuyết tượng trưng cho Hồi giáo. Thấy chưa nào? 16 14 cái đỏ sọc sọc đỏ trắng vinh quang, sọc đỏ trắng vinh quang là tượng trưng cho 13 bang và một chính phủ. Ngôi sao 14 cánh tượng trưng cho sự hiệp một của 13 bang và một chính phủ. Đó, và bốn màu thì tượng trưng cho hồi nãy thầy vừa mới nói xong. Thì các bạn mở ra trang chủ đề số 19 để các bạn xem thêm. Cái phần đó thầy nói rất là rõ, rất là kỹ đây. Rồi, Anaka Anasuka Malaysia Kenapa? Tại sao bạn bạn có thích nước nước này không? Tại sao? Đúng không? Chúng ta học rồi chúng ta có thể đưa ra một vài lý do tại sao. Có thích không? À, như thầy thì thầy rất là thích. Thầy thì thích gì ạ? Thích giao thông này, thích đường xá ở bên Malaysia rất là rộng, đi rất là thoải mái, đúng không? Rồi là cây cối Malaysia rất là nhiều, đúng không? Rất là sạch, cây cối nhiều, rừng còn rừng nguyên sinh vẫn còn. Nói chung là đất thì rộng mà người thì thưa, người thì ít. Đấy, đất nước Malaysia mà dân số chỉ có 1/3 dân số Việt Nam. Không có ô nhiễm môi trường á thầy Đúng ha, rồi, bên Việt nó sạch sẽ, tại vì thứ nhất là cái đất nước của người ta sạch sẽ, thành đất nước dạ nó đi không ô nhiễm môi trường. và cái thể thức cái văn hóa bên này, người Malaysia cái người đào đào hồi họ rất là hiền. Đấy, rất là dễ dễ gần hiền. À, không biết sao nhưng mà thầy gặp rất là, tại vì có thể là mình biết tiếng ấy, cho nên khi mình nói chuyện với họ rất là dễ. Dạ đúng rồi, thầy biết tiếng nói chuyện á, mình hiểu được người đó ý ta làm sao dễ. Với lại Malaysia thì nó có đến là 50% là người Mã, 22 đến 23% là người Hoa, 11, 12% là người bản địa và khoảng 7% là người Ấn, còn là 8% là những cái người khác. Đó. 8% là người Việt Nam. 8% thì chưa đến, người Việt Nam mình có 100, 150 ngàn người thì chưa đến. Chỉ có 0, mấy phần trăm, 0,5%. À, rồi dân số thì ước tính khoảng 35 triệu này, 34 triệu này, 35 triệu. À, đây là thống kê số của năm 2024 thì đây này. Wikipedia vừa mới cập nhật này, 34 triệu 770 ngàn người. Đúng không? Đứng thứ hạng 12. Đúng không? Rồi vân vân ha, rồi đồng tiền bên này nó cũng cao hơn nữa, đúng không? GDP hoặc là cái số tiền họ cái tỷ giá của đồng tiền Malaysia nó cũng cao hơn bên mình nữa. Bây giờ 54, 55 mà. Cũng ok so với Việt Nam mình thì đồng tiền bên này nó cũng khá là cao, gấp 5 lần, gấp 5, 5,5 lần thì cũng được. Dễ kiếm tiền, bên này cũng dễ. Đất nước bên này dễ sống, chỉ có một trục trặc chút xíu đối với các bạn. À, ví dụ như như thầy thì người là ví dụ như thầy thì nó có hay trục trặc về vấn đề giấy tờ, về pháp lý đồ này kia thôi. Ngân hàng các kiểu thôi, chứ còn đối với các bạn lấy chồng bên này thì giấy tờ visa, nếu mà lấy được PR nữa thì các bạn sẽ rất là thuận tiện cho cái việc là sinh sống và kiếm tiền bên này. Tuy nhiên thì vẫn có rất là nhiều cách để chúng ta có thể kiếm tiền, đúng không? Vâng vâng đó, đại khái là như thế. Thì mình thấy đất nước Malaysia sống cũng chục năm rồi, mình thấy nó cũng khá là dễ sống, đại khái là nó vẫn dễ sống hơn Việt Nam. Có thể bây giờ về Việt Nam không biết nhưng mà mình sống đâu mình quen đó rồi, đúng không? Đó. Rồi bạn có thể hát quốc ca Malaysia không? Bole nyanyi ragu Bahasa Malaysia, Negara Ku, Boleh, đúng không? Hát không hay nhưng mà vẫn có thể là có thể hát được, có thể đọc lên được. Rồi, có khi nào bạn về Việt Nam 3-4 tháng để chồng bạn ở Malaysia một mình hay không? Đó. Về Việt Nam 3-4 tháng chắc là có lẽ hai vợ chồng có sự xích mích, có sự đổ vỡ hoặc là ly thân chẳng hạn. Thì nếu mà có trường hợp như vậy thì rất là thì người ta cũng sẽ xem xét kiểu đại khái như vậy. Rồi Bagaimana pendidikan, trình độ học vấn đó, của bạn là như thế nào? Học hết lớp bao nhiêu, lớp mười mấy?
học hết cấp 1, cấp 2, cấp 3 hay là học cao đẳng đại học vân vân thì chúng ta có thể là trả lời. Rồi chồng bà làm nghề gì? Vợ cha ăn xua mi ăn đã, chồng làm nghề gì? Chúng ta cũng thể là trả lời. Thế thì 25 câu hỏi này này thì Hưng về Hưng soạn đó. Chị Hằng nói nếu mà sau này có nhu cầu lấy chồng bên Mã Lai thì cũng soạn lắm luôn. Nhưng mà chắc là lâu rồi hả? Nói đến là lấy chồng rồi sinh con rồi sống ở đây 5 năm rồi mới lấy PR thì có lẽ là nó cũng hơi lâu. Nhưng mà dù sao chăng nữa thì cũng có khả năng chứ không phải là không có. Thì nếu như mà mình cảm thấy cần ấy, thì mình sẽ soạn ra. Như Hưng thì sắp tới đi lấy PR rồi này kia và phỏng vấn đấy. Thì có thể soạn ra được. Soạn ra 25 câu hỏi này. Và tại vì mỗi người có câu trả lời khác nhau mà. Còn những cái câu trả lời chung chung như đức vua với thủ tướng với lại lá cờ này kia thì học rồi đúng không? Thầy giải thích rồi. Với lại có một cái đường link đấy, Malaysia các bạn, em có thể mở ra đó em xem. Đó. Phải xóa ra được 25 câu này trả lời được, xóa cũng được mà không thì nếu mà đọc qua mà vẫn có thể trả lời được thì ok không sao cả, nhưng mà đại khái là phải trả lời được 25 câu hỏi này trước đó, chỉ thế thôi. Khi trả lời được thì 25 câu hỏi này rồi thì mình đi phỏng vấn mình sẽ tự tin hơn đúng không ạ? Ít nhất là phải trả lời được 25 câu hỏi này. Thầy thì không biết rằng là các bạn sẽ trả lời bao nhiêu câu hỏi và sẽ phải trải qua bao nhiêu vòng, nhưng mà đại khái là mỗi một ban mỗi một khác, mỗi một câu hỏi của mỗi một cái người hỏi nó lại khác nữa, nhưng mà chắc chắn thì vẫn có những cái chung chung như thế này thì ít ra mình mới trả lời được 25 câu hỏi chung chung như thế này trước, những câu hỏi mà nó rất là cơ bản, còn lại thì phụ thuộc vào cái người hỏi và phụ thuộc vào cái tình huống lúc đó họ hỏi cái gì và mình tùy cơ ứng biến. Cái quan trọng là mình có nghe được hay không. Không sao, nó người ta Nghe hỏi dễ lắm, tại vì khi người ta cũng biết mà, khi hỏi cho cái người nước ngoài người ta cũng sẽ hỏi những câu hỏi nó đơn giản á, và câu hỏi nó cũng là ấy, không sao cả đâu đúng không? À hôm bữa 15 tay là kêu em nhận giấy đó để lên phỏng vấn là lăn tay luôn mà em bị mổ bên đây không có về được, rồi hẹn lại không biết hẹn lại ngày nào em cũng chưa biết. Thế thì gấp rút soạn cái bộ này đi, gấp rút học cái này để mà biết mà sau này lên để phỏng vấn được. Nói chung mình thoải mái lắm, nên mình cứ không vì áp lực đâu, nên thoải mái. Mình càng thoải mái thì nó mình dễ dàng, mình nói chuyện một cách nó thoải mái thì không sao cả. Chồng chồng em thì nghĩ là cái ông là làm giấy cho em thì ông bảo là em chỉ cần nhớ 4 câu hát quốc ca thôi, còn những các thứ lại là không cần phải lo. Ồ thế Ông thì kêu em ông dễ kêu rồi. em nhớ bài hát được bài hát mà phải hát nha, chứ không có được đọc nha, ông nói phải hát nha, ông chọc em vậy đó. Thật ra như vậy thì thực tế ra thì họ cũng bao luôn hết rồi. Ông nói dạ là tại vì em là giấy tờ em ly dị rồi mà thầy, em ly dị hồi trước là em làm giấy tờ làm cái dạng đi đi kết hôn giả đó,